Ok, xin chào tất cả các anh chị đến với buổi Social Marketing Webinar. Thì trước khi bắt đầu thì em xin phép giới thiệu mình một chút xíu. Em tên là John Dương, tên tiếng Việt là Dương Minh Thắng. Thì hiện nay đang sinh sống ở thành phố Raleigh, North Carolina. Mình qua Mỹ được 23 năm anh chị ha. Trước khi đến với New Skin thì mình cũng không có nghĩ là mình sẽ làm công việc này. Mình lớn lên trong gia đình neo và 3 năm trước mình định là đi học cái bằng facial để rồi mình về mình mở một cái spa, bởi vì ở ngay cái thời buổi này mà mình làm mở một cái tiệm nail bình thường mình rất là khó làm ăn được, là bởi vì cái cạnh tranh rất là khốc liệt. Một cái ngã tư đường nó có thể có bốn cái tiệm nail, một con đường lớn ở trong ở một cái khu downtown á thì nó có thể là từ mình nghĩ là nó có thể là 40 50 tiệm nail, hoặc thậm chí nó có thể là hơn. Và khi mà mình qua bên tiểu bang North Carolina để mình học cái bằng facial đó, thì ở đây mình mới vừa học vừa làm, và mình bỏ rất là nhiều thời gian để mình vào Google mình nghiên cứu không biết là nó có những cái chương trình gì mới, những cái kế hoạch gì mới và những cách thức để mình làm mình kinh doanh cái tiệm nail đó để mình làm việc nó hiệu quả hơn. Và trong với cái nhiều giờ mình nghiên cứu thì mình tìm đến một cái mô hình kinh doanh mới, này là nó gọi là social marketing, nghĩa là kinh doanh mạng xã hội. Và từ đó mình mới có cơ hội cộng tác với công ty New Skin. Thì những dòng sản phẩm của New Skin nó rất là độc đáo, mà từ ngày công ty thành lập ra đó thì công ty chỉ tập trung vào làm, có thể nói là tập trung vào thị trường chống lão hóa, là làm đẹp mấy anh chị ha. Và vào năm 2009 thì công ty có cho ra đời một cái công nghệ nó gọi là Age Lock. Và cái công nghệ này là từ cái công nghệ này á, thì tất cả những dòng sản phẩm thì nó nhắm vào cái nguồn gốc của sự lão hóa. Cho nên á, cái mà mình thấy nè, ở trong cái công việc truyền thống anh chị của mình á, là chủ tiệm nail, nên là có thể nói là tài chánh thì không có thiếu thốn, nhưng mà cái thiếu thốn của anh chị mình á, là thiếu thốn về thời gian. Đặc biệt á, là anh chị muốn đi vacation, đi đi chơi với con cái, tại vì con đang còn nhỏ, nó đang còn đi học. Bởi vì khi mà đi chơi á, là nó phải ngày ngày nghỉ của con mới đi được, mà thông thường đó nghỉ của con á, là mùa hè, mà mùa hè tiệm nail là đông khách nhất, cho nên đi không được. Nhiều khi sắp xếp thời gian có thể là 1 năm và thậm chí có thể 2 năm mới đi được. Cho nên mình nói là cái này nó không phải là cái giải pháp cho mình, và cái kinh doanh mạng xã hội nó là cái giải pháp, là bởi vì mình có thể làm việc được ở khắp nơi trên thế giới, giống như mấy anh chị ở trong cái webinar này, và thấy mình đang ngồi ở nhà mấy anh chị ha, và mình có thể làm công việc này tại nhà. Và đặc biệt hơn nữa đó, ở cái thế kỷ với những cái công nghệ tiên tiến của thế kỷ 21 này, như là YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, vân vân, nó tóm là những cái mạng xã hội thì hầu như được tạo ra để giúp cho cái mô hình kinh doanh này. Thì mình muốn chia sẻ thêm một cái ý tưởng với mấy anh chị ha. Bây giờ đó, con người mình hầu như mình được sinh ra, mình sinh ra và mình đã bị lập trình của một cái hệ thống cũ, một cái mô hình cũ rất, và cái mô hình này cần được nâng cấp. Nhưng mà cái mô hình này như thế nào nè, con người mình nó có 4 giai đoạn đúng không? Giai đoạn đầu tiên là mình đi học, nghĩa là mình tích lũy kỹ năng. Ba ba của mình ông thường nói đó là con hãy cố gắng đi, cố gắng học học cho giỏi, ráng lấy bằng kỹ sư bác sĩ gì đó để đi ra ngoài để mình đi làm, mướn kiếm một công ty nào đó lớn để mướn mình, và mình có thể làm 40 năm, là mình tận tụy mình làm đúng không anh chị? Và sau đó mình về hưu ở cái độ tuổi là 65. Đâu có ai nói là tôi đi học xong ra có một cái bằng tôi đi làm 5 năm rồi tôi về hưu, hình như không có anh chị ha. Ở cái độ tuổi 65 mình về hưu đó, cái lúc này là cái lúc mình tận hưởng cuộc sống. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là mấy anh chị có chắc chắn là mình tận hưởng được cuộc sống ở cái độ tuổi 65 không? Lấy ví dụ như bây giờ, nếu như mấy anh chị muốn leo núi, muốn trượt tuyết, muốn trượt băng, muốn đi đâu đó chơi thì chưa chắc mấy chị có thể còn có sức khỏe để mình tận hưởng được cuộc sống, và sau đó có thể nói là kết thúc một cuộc đời. Cho nên con người mình đang khao khát đi tìm một cái gì đó tốt hơn, một cái công việc làm mà nó không nằm ở trong cái khuôn khổ thời gian mình. Cái khuôn khổ thời gian mà cái mình được biết là mấy chị là mình đi làm một ngày là gì, một ngày 8 tiếng đúng không, và một một tuần đó, một tuần là mình làm 40 tiếng, và nghĩa là cái này là theo cái mô hình truyền thống mình vậy ha. Và nghiên cứu cho thấy cứ mỗi 4 người thì có một người gặp phải xung đột giữa công việc và cuộc sống cá nhân.
Cho nên con người mình khao khát đi tìm một cách gì đó tốt hơn để một cái là làm việc nó linh hoạt hơn, và đặc biệt mấy chị ha, là làm việc từ xa, làm việc không bị lệ thuộc, mình không có bị vô cái khuôn khổ muốn làm đâu cũng được. Bây giờ nếu như mình có thể ra quán cà phê Starbucks mình ngồi, nếu mình về Việt Nam mình cũng có thể làm việc được. Cho nên cái đây đây là một cái công việc rất lý tưởng. Ngoài ra đó, ở trong một cái tổ chức, người ta theo theo kết quả của một một cái khảo sát với hơn 200.000 người đó, thì chưa đến 50% hài lòng với sếp hay là những cái quản lý cấp cao. Còn nữa thưa anh chị ha, nhân viên không còn cảm giác họ là một thành phần quan trọng của tổ chức, bởi vì họ không hài lòng với những sếp của họ, không hài lòng với những người quản lý cấp cao, thì họ không có năng nổ trong công việc làm. Cho nên á, nếu mà không có năng nổ thì cái sự quan hệ giữa người những người làm việc chung với nhau, tiến cấp trên cấp dưới nó cũng sẽ không có. Cho nên á, cái mà mọi người khao khát là ở một cái môi trường làm việc linh động, mọi người vui vẻ, cái giữa người người sếp và người nhân viên nó được thu hẹp lại mấy chị ha. Cho nên bây giờ vẫn mọi người vẫn luôn luôn tìm cái đó tốt hơn, mà mình tin chắc là mấy anh chị cũng đang đi tìm cái gì đó tốt hơn. Mà cái đặc biệt hơn nữa là khi mà mình bỏ thời gian ra, mình đầu tư, mình làm bất cứ công việc gì cũng vậy, thì mình muốn công sức của mình bỏ ra nó xứng đáng anh chị ha. Và chỉ có 24% nhân viên là hài lòng với mức độ mà họ nhận được từ nơi họ làm. Thống kê cho thấy đó, 70% những cái phần thưởng nó không có, không nhất thiết nó phải có giá trị tiền bạc, nhưng mà nếu như mình đầu tư thời gian của mình vào một cái công ty nào đó thì mình cũng muốn được chẳng hạn như là tăng chức thì kèm theo tăng lương và một vài chuyến tưởng thưởng đi chơi gì đó mấy chị ha. Đặc biệt là đi chơi một cái chỗ mình gọi là exotic place, là ở thiên đàng hạ giới, những cái chỗ mà tuyệt đẹp đẹp nhất trên thế giới này, và mình xứng đáng được đi những chỗ đó. Ngoài ra khi mình làm đó, cái việc làm của mình mà có ý nghĩa, việc làm mà có ý nghĩa đồng nghĩa với cái việc rất nên làm. Ok, cho nên nếu như mà có một công việc làm mà mình có thể giúp được nhiều người khác để cải thiện cuộc sống của họ, và mình cũng có thể làm những chương trình từ thiện, những cái việc mà mình nghĩ là mình không có thể làm được, mình sẽ chia sẻ với anh chị làm sao để mình có thể giúp đỡ được những người khác. Trong mình không nhất thiết là phải giàu mới giúp đỡ được người khác nha anh chị. Thì mình muốn nói tới là đây là cái mô hình thứ hai, cái một cái vẫn như cũ mấy anh chị ha. Mình đây về cái hệ thống cũ cần được nâng cấp upgrade nha. Thì mình tích lũy những kỹ năng, cái 25 năm đầu mình đi học vẫn như cũ, sau đó mình làm việc một cách chăm chỉ, mình làm việc chăm chỉ, thì khi mà mình làm việc chăm chỉ xong rồi, mình có cho mình được một cái hệ thống, thì mình từ đó mình làm việc một cách thông minh và mình có thể về hưu và tận hưởng được cuộc sống. Nhưng nếu mấy anh chị nào trong cái webinar này mà ở cái độ tuổi mà 20 mấy tuổi đó, thì mình xin chúc mừng, là bởi vì mấy anh chị khi mà mình cố gắng mình làm đó trong vòng 6 năm trời có thể ngắn hơn nha, thì lúc đó mấy anh chị chưa tới 30 nữa, chưa tới 30 mình được tận hưởng 50 năm cuộc đời. Ôi chà, quá sung sướng mấy anh chị ha. Thì nếu mà nói tới mà tìm hiểu về một công việc hoặc là một cái kinh doanh á, thì nó có 5 yếu tố rất quan trọng mình cần phải tìm hiểu. Ngay ngay lúc này á, trước khi mình bắt đầu mình nói thêm á, thì mình muốn mấy anh chị hãy có cho mình giấy và bút để mình ghi lại những cái điểm quan trọng. Mình tin chắc cho dù mình nói bất cứ cái gì đó nó nghe, ô anh này nói nghe hay quá, nhưng mà sau đó là chuyện gì, sau đó rồi 3 tiếng đồng hồ sau mấy anh chị cũng quên hết à. Nếu mà mình có giấy bút thì mình nên lấy ra để mà ghi lại. Cái đầu tiên mình muốn nói nó là cái xu hướng thị trường ở cái thời buổi hiện tại bây giờ đó. Mình lấy ví dụ này, mình nói một 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 đứa coi như là một 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 em gái khoảng 16 tuổi, có thể là trẻ hơn nữa, có thể là 12 hoặc 13, đã có ý thức về sắc đẹp rồi. Và cái này nó không phải là cái xu hướng thị trường, mà gần như nó là cái nhu cầu của những người phụ nữ. Nhưng mà ha, mấy anh chị nghĩ những anh nam giới không bị ảnh hưởng của sự lão hóa hả? Những người nam đi ra ngoài không bị ảnh hưởng của tia UV light của ánh sáng mặt trời, đi vào những cái môi trường làm việc nó không độc độc hại, không lẽ nó chỉ độc hại cho phụ nữ và nó không độc hại cho nam giới?
Cho nên cái nhu cầu sắc đẹp là cho cả nam và nữ luôn mấy anh chị ha. Rồi bây giờ mấy anh chị có quen biết ai mà không muốn mình có một cái vóc dáng đẹp, vóc dáng sexy không? Mình muốn cởi đồ ra mình đi ngoài biển mà mọi người mình nhìn mình ủa wow vậy đó. Còn cái quan trọng nữa nè, cái câu mà mình nghe và mình phải nói thấm vô cùng đó, đừng trở thành một người thành công ở nghĩa địa. Mấy anh chị có bao nhiêu tiền đi nữa, có bao nhiêu thời gian đi nữa, nhưng mà nếu như mình nằm bệnh ở trên giường, trong tài khoản ngân hàng của mấy anh chị có thể có vài tỷ đô la nha, muốn mua cái gì cũng được, muốn làm cái gì cũng được, nhưng mà mình không thể hưởng thụ được nó thì nó là vô nghĩa, nó là vô nghĩa. Cho nên cái ý thức về sức khỏe rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Do đó mình hãy chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc vóc dáng khi mà mình còn có cả ba cái này mấy chị, giống như mình chải đầu, khi nào mình chải đầu, khi nào mình còn tóc, mình hết tóc đâu còn đâu có nhu cầu để chải đầu mấy chị. Công mình muốn nói đó là trên màn hình mình thấy đây, đây là cái trung tâm sáng tạo. Cái này á, là ở Provo, Utah mới mới thành lập năm 2013. Ở trong này nó có ba phòng lab rất là lớn. Ba cái phòng lab đó là có 75 nhà khoa học gia tập làm việc toàn thời gian ở đó. Và những người khoa học gia này là những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Mấy anh chị có thể vào cái trang web của newskin.com và tìm hiểu thêm về những khoa học gia này. Thì họ tập trung và họ nghiên cứu để phát triển những cái dòng sản phẩm rất là tiên tiến. Đặc biệt hơn nữa, mình ở dưới bên trái mình chỉ thấy cái hình đó là AgeLOC đó. AgeLOC nó là gì? Nó là một cái công trình nghiên cứu 30 năm về cái human genetic, là về ADN của con người mấy anh chị. Thì với những cái sự nghiên cứu này và có một cái trung tâm sáng tạo này và 75 nhà khoa học gia, thì công ty đưa ra rất là nhiều những dòng sản phẩm tiên tiến. Và cái công nghệ này mấy anh chị ha, từ từ lúc mà New Skin bắt đầu cộng tác năm ở năm 2008 và đưa ra cái máy facial đầu tiên, đó là cái máy mà trên màn hình mấy anh chị thấy đó. Bây giờ cái máy này đã được nâng cấp rồi. Qua năm 2009 thì công ty thấy cái công nghệ này quá độc đáo và không muốn nó lọt vào cái đối thủ cạnh tranh. Do đó mình đã mua cái công nghệ này và bây giờ mình đã độc quyền nó trên thị trường, không ai có. Cái máy này rất đơn giản mấy anh chị ha. Nhưng mà trước khi mình nói về cái máy đó, mình muốn nói về cái máy này chút xíu. Cái máy này là cái máy Biophotonic Scanner. Cái máy scanner này đó là nó đo được cái hàm lượng carotenoid ở dưới da. Nói một cách đơn giản là nó đo được cái chỉ số đề kháng của con người mình, cái chất chống oxy hóa đó. Con người mình bệnh, mình nói ví dụ ha, chị thứ tư của mình đó, mỗi lần mà chị đi ra ngoài trời nắng chị không đội nón, chị về chị bị nhức đầu, đi ra ngoài bị lạnh quá về là bị cảm, nhưng mà chị luôn luôn nói là mình đi ra ngoài xui quá mình bị trúng gió. Thực tế ra chị bị bệnh là bởi vì cơ thể của chị, cái hệ miễn dịch của chị yếu, cho nên không có chống lại được những cái vi khuẩn ở ngoài nó xâm nhập vào. Cho nên nếu như những dòng sản phẩm, những thực phẩm chức năng mình uống vào cơ thể để mình để mà nó giúp nó cải thiện cái sức khỏe đó, thì mình không thể nào mình nói ô anh chị uống cái này vào rồi anh chị sẽ cảm thấy khỏe hơn. Nếu mình nói công ty của mình là một công ty tiên tiến có bề dày khoa học, thì mình phải chứng minh bằng khoa học đàng hoàng, nó phải là cân đo đong đếm. Thì mình có cái máy này, cái máy này nó sẽ cân đo đong đếm những cái chỉ số đề kháng của mình. Đặc biệt là nếu như mình sử dụng những dòng sản phẩm này mà không có cải thiện ở sức khỏe, thì mình sau khi mình đo lại với cái máy này á, thì mấy anh chị có thể chứng minh được cái sản này nó không có kết quả, không có giúp gì được tôi hết. Thì mấy anh chị có thể công công ty tin tưởng những dòng sản phẩm này đến mức độ mà mình uống vào sẽ có sự khác biệt. Cho nên công ty nói là nếu như anh chị nào mà sử dụng cái này mà xài không có kết quả thì sẽ trả lại công ty và công ty sẽ hoàn tiền lại 100%. Ngoài ra đó, tại New Skin thì công ty luôn luôn chú trọng vào sự cải tiến và cam kết cải tiến đã luôn định hướng cho công ty trong một công việc phát triển những dòng sản phẩm. Và cái định hướng chống lão hóa này đó mấy anh chị thì đã được thế giới công nhận và đã được giải thưởng gọi là Stevie Award để dành cho những công ty cải tiến. Mấy anh chị nhìn thấy trên cái màn hình đó, đây là cái biểu đồ của AgeLOC. Mình nói một cách rất đơn giản, một cái từ dân gian nhất, cái mà mình hiểu mấy anh chị ha.
AgeLOC là một cái công nghệ sẽ giúp con người ta chết già một cách khỏe mạnh. Mà mình hiểu một cách đơn giản như vậy thì mình, nếu mình nhìn trên màn hình đó, thì nếu mà mình cái xác định cái sự biểu hiện của những cái nhóm gen trẻ khi mình còn trẻ mấy anh chị, đó là cái gen của mình nó biểu hiện ra như vậy. Và khi mình lớn lên, có thể nói là lão hóa là từng phút từng giây, chứ nó không phải là ok 1 năm sau rồi mấy anh chị mới già. Mấy anh chị già từng phút từng giây mà, thì cái biểu hiện của cái nhóm gen trẻ này nó sẽ trở thành già đi và nó màu đỏ giống như vậy mấy anh chị ha. Thì với cái công nghệ ageLOC thì nó sẽ thiết lập lại cái biểu hiện của cái nhóm gen trẻ. Cho nên đây là nó chính là cái sự khác biệt. Những dòng sản phẩm nó đi vào cái nguồn gốc của sự lão hóa chứ nó không nằm ở ngoài. Cho nên mình muốn hỏi là mấy anh chị muốn được kết quả gì từ cái công nghệ này. Và bây giờ mình nói tới cái máy spa nè. Cái máy spa này nói nôm na coi như là một cái bàn ủi ủi những nếp nhăn trên mặt. Bởi vì chỉ trong vòng vài phút mình sẽ thấy được cái sự khác biệt. Dĩ nhiên là mấy anh chị khi mà làm thì mình phải làm nửa mặt, tại vì mình phải có cái gì đó để mình so sánh đúng không? Không thể nào mình lấy mình làm hết nguyên cái mặt rồi mình so sánh với cái gì đây? Cho nên mình phải có cái gì đó để mình so sánh, thì mình làm phần nửa mặt để mình so sánh. Thì giống như thấy cái người ở bên phải mấy anh chị ha, tại vì mấy anh chị em mình là người châu Á, cho nên mình bỏ cái anh ở bên bên trái qua đi, người kia người bên phải. Anh chị thấy ở mí mắt không? Rõ ràng có sự khác biệt đúng không? Và cái S-Log này mình có tập trung vào ba dòng sản phẩm đúng không mấy anh chị? Sắc đẹp, vóc dáng và sức khỏe. Thì bây giờ mình chúng muốn hỏi là mấy anh chị muốn được S-Log cái gì, và đây là cái sự khác biệt. Cho nên đó, công ty New Skin là một công ty cung cấp các dòng sản phẩm dinh dưỡng và chăm sóc da trên 53 quốc gia và có giao dịch trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ New York với cái ký hiệu á là NUS. Ký hiệu là NUS mấy anh chị ha. Công ty đã có 30 năm và ổn định và thành công. Mình nói một cách rất đơn giản thôi. Nếu như những dòng sản phẩm của công ty mà không có người sử dụng, mà không có kết quả, không có chất lượng, thì công ty sẽ không có tồn tại như ngày hôm nay mấy anh chị nha. Sẽ không có. Và mình nhìn vào cái biểu đồ này đó, nhìn vào biểu đồ này mấy anh chị thấy đây là cái đà phát triển của công ty từ lúc mà năm 2009 công ty độc quyền cái công nghệ S-Lock, độc quyền công nghệ S-Lock. Thì mấy anh chị thấy không, năm 2010, năm 2011, năm 2012 và 2013, bây giờ mình đang phát triển, và nghĩa là đây là công ty cái trong cái giai đoạn bùng nổ công ty. Những anh chị nào trong ngành tài chính thì nhìn vào cái biểu đồ này, mình tin chắc là mấy anh chị sẽ có được quyết định đúng đắn, và tới đây mình cũng có thể ngừng webinar mình nữa. Tới đây là những thông tin mình trao ra nó đã vừa đủ rồi. Nhưng mà mấy anh chị nhìn đấy nha, năm 2010, 11, 12 và 13, bây giờ trở lại cái hình nè. Năm 2010 mình được giải là American Business Award, nghĩa là công ty đã được bình chọn là một trong 100 công ty uy tín nhất ở nước Mỹ. Trong đó là năm 2010, tại sao lý do mình đưa năm 2010 là bởi vì năm 2010 đó mấy anh chị, là lúc đó là bị khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng kinh tế tới hiện tại bây giờ á, cái nền kinh tế vẫn còn bị ảnh hưởng mà công ty luôn luôn gia tăng không có giảm. Đó là tại sao mình nên tham gia ngay bây giờ. Ngoài ra đó, mình còn có một cái chương trình rất đặc biệt. Cái người ngồi ở giữa là ông Blake Rooney, ông đã từng nói cái câu đó. Đây tuy là 5% những gì chúng tôi làm, nhưng mà nó thể hiện ra chúng tôi là ai. Cái chương trình Nourish the Children là một cái sáng kiến của New Skin ở vài một nơi được đăng ký như một doanh nghiệp thương mại hợp tác. Thì cái chương trình này đã được thành lập vào năm 2002, cho đến nay chương trình đã nuôi dưỡng và cung cấp được hơn 400 triệu bữa ăn cho những trẻ em suy dinh dưỡng. Và có thể nói đây là một cái vấn nạn toàn cầu, và cũng có thể cái Nourish the Children đó, nó là cái giải pháp duy nhất để có thể giúp được. Một cái túi gạo mấy chị thấy đó, trong đó nó có 30 phần ăn. Một túi gạo nó có 30 phần ăn, và 30 phần ăn này đó mình có thể nuôi dưỡng được một trẻ em suy dinh dưỡng. Cho nên đó,
cái 400 triệu bữa ăn này đồng nghĩa với gì mấy anh chị? Đồng nghĩa với mình đã tạo tạo ra 400 triệu nụ cười cho những đứa trẻ khắp nơi trên thế giới. Và những cái nụ cười rạng rỡ này đó sẽ mang đến một cái niềm tự hào cho mình, một cái tương và mình đã tạo ra một cái tương lai đầy hứa hẹn, là bởi vì cái thế hệ trẻ nó là định hình cho cái tương lai mấy chị ha. Đặc biệt cái thời buổi bây giờ đó, mạng xã hội có thể nói là một cái cuộc cải cách, một cái cuộc cách mạng trong mối quan hệ con người. Hầu như những người bạn mình quen biết và những người bạn của những người bạn mấy anh chị á, ai cũng có Facebook đó. Bây giờ người người nào đó mà không xài Facebook đó thì mình hình như nó hơi lạ. Ngày xưa á, mình xài Facebook thì người ta thấy mình là hơi lạ. Còn bây giờ ngược lại, người nào không xài thì nó hơi lạ mấy chị ha. Bởi vì nó là một cái mạng lớn nhất trên thế giới bây giờ. Hiện tại đó, tại sao phải xài mạng xã hội nè? Hiện tại bây giờ có 1,4 tỷ người đã sử dụng nó, thì gần nó nghĩa là gần như gấp 3 lần dân số ở Mỹ. 1,4 tỷ người hình như là dân số của Trung Quốc mấy anh chị. 95% thành viên của Facebook đăng nhập mỗi ngày. Đăng nhập mỗi ngày đồng nghĩa với là mình mỗi ngày có hơn 1 tỷ người sử dụng mạng Facebook. Có 60% thành viên tại Twitter. Mình nói là mạng xã hội, nó có nhiều mạng xã hội lắm mấy anh chị ha. Trong đó có Google. Google mới bắt đầu tham gia cái cuộc chơi này. Đã bắt đầu tham gia cuộc chơi này bởi vì thấy Facebook, thấy Twitter, LinkedIn, Instagram quá nổi tiếng và Google cũng nhảy vào cuộc chơi. Thì hiện tại bây giờ mấy anh chị ha, Google đã có 359 triệu người sử dụng và đang trên đà phát triển và mạnh hơn cái thằng Twitter nữa. Cái này mới cái quan trọng nè. 47% thành viên ở Mỹ đã từng mua một cái gì đó qua qua mạng quảng cáo từ mạng xã hội. Ở Việt Nam con số này cao hơn, mình không nhớ chính xác là bao nhiêu, nhưng mà mình nhớ là nó hơn 60% nha mấy anh chị. Có con số ở Việt Nam. Bây giờ mình hỏi nè, mấy anh chị có bao giờ làm những việc này không? Mình đi đâu đó mình ăn ngon, mình thấy cái món đồ đó mình ăn nó ngon, người ta trưng bày nó đẹp và mình chụp cái hình mình post lên Facebook. Mình tin chắc là mấy anh chị đã từng làm cái việc đó và làm khí thế luôn. Chẳng hạn như anh Vũ đây, anh Vũ viết là tôi thích ăn tại đây, đồ ăn ngon, mức độ sạch sẽ và an toàn trên cả tuyệt vời. Và có thể ngồi và giám sát ở bên trong những bếp nó đang làm cái gì. Anh Vũ không được trả tiền quảng cáo thì mấy anh chị anh Vũ làm một cách này một cách vô thức, dù muốn dù không gì mình vẫn làm cái việc này hàng ngày. Mình lại hỏi mấy anh chị nè, mấy anh chị đi xem phim hay có về nhà có chia sẻ lại cho bạn bè mình không? Mình đừng ăn ngon cũng vậy, đọc một quyển sách hay cũng vậy. Mình là người thích đọc sách, mình khuyên bạn bè mình đọc sách rất thường xuyên. Bây giờ mình nói từ trên cái bài post này của anh Vũ thôi. Ở phía dưới á, anh chị để ý là có anh Vũ Bùi ha. Nó là cảm ơn anh đã giới thiệu. I will have a chance to go to Atlanta soon. Đồng nghĩa với nghĩa là anh Vũ Phạm đã thành công chia sẻ cái bài này và anh Vũ Bùi sẽ ghé cái quán tờ phở này để mà ăn. Thì khi mà anh Vũ Phạm làm như vậy, anh Vũ đâu có được tiền quay hồng gì đâu mấy anh chị ha. Cho nên á, bây giờ nãy mình nói mấy anh chị về làm việc cách thông minh nè, mình muốn đưa một cái so sánh để mấy anh chị có thể thấy. Bây giờ mình làm việc trong cái công việc truyền thống của mấy anh chị đây. Một ngày mình đi làm 8 giờ. Một tuần mình đi làm 40 giờ đúng không mấy anh chị? Đâu có ai nói là tôi đi làm ta một ngày tôi đi làm rồi tôi làm một ngày rồi tôi nghỉ một tuần. Không có. Coi như là trong một cái hệ cái trong cái truyền thống trong cái hệ thống cũ là mình đi làm một ngày 8 giờ và một tuần là 40 giờ. Thì mình một năm nó có 52 tuần, nhưng mà đâu phải ai cũng đi, nhưng mà làm mình sanh ra đâu phải để trả nợ đời rồi mình phải đi làm mỗi ngày đâu mấy anh chị. Cho nên á, một năm mình đi làm 50 tuần thôi ha, thì mình lấy 40 mình nhân cho 50 thì nó là 2.000 giờ. Và mình đi làm 40 năm chăm chỉ như vậy đó thì 2.000 nhân cho 40.000 đó thì nó là 80.000 giờ mấy anh chị. 80.000 giờ. Thì cái 80.000 giờ thì bây giờ mình nói một cái, bây giờ mình làm việc một cách thông minh nè. Mình làm việc cách thông minh. Bây giờ mấy anh chị ha, mình có thể nói là ví dụ như anh Vũ Phạm. Anh Vũ Phạm qua mạng xã hội, qua những người mình quen biết ở ngoài, thì anh Vũ chia sẻ cái cơ hội này và cộng tác với 5 người.
5 người thôi. Rồi sau đó mình giúp đỡ 5 người, 5 người đó để đi chia sẻ với 5 người của họ vào cộng tác làm việc. Thì mình có 25 người. Và mình làm như vậy thêm 4 lần nữa mấy anh chị ha. Chỉ, nghe đồng nghĩa mình chỉ làm 6 lần thôi đúng không? 6 lần. Thì mình nghe là gì? Năm đầu có thể là một năm đầu tiên mình để mình tìm ra 5 người đó để mình cộng tác. Năm thứ hai thì mình hướng dẫn 5 người đó, 5 người của mình nha, năm người của mình đó để cộng tác với 5 người của họ là năm thứ hai. Rồi mình làm như vậy thêm 4 năm nữa mấy anh chị, 4 năm nữa. Thì mình được gì? Mình được một đội ngũ có 20.000 người. 20.000 người, và nếu như mỗi người chỉ làm 4 tiếng thôi. 4 tiếng thôi, một ngày nha mấy anh chị ha. Một ngày mấy anh chị làm 4 tiếng thì tương đương với một người đi làm trong truyền thống 40 năm, nghĩa là một cuộc đời của một người đi làm. Đây mình mới gọi là một công việc làm thông minh. Cho nên á, dù muốn dù không gì đi nữa, mình vẫn quảng cáo một cách rất khí thế. Mình xem phim hay mình cũng quảng cáo, mình ăn ngon mình cũng quảng cáo, mình chia sẻ với bạn bè mình. Thì tại sao mình không chuyển đổi những cái việc làm đó thành những cái việc, thành cái việc nó có tiền mấy anh chị? Cái việc của mình là mình chỉ là cầu nối. Mình sử dụng sản phẩm của công ty, mình thấy nó có chất lượng, có kết quả thì mình làm gì? Mình làm một cái việc mình thường làm hàng ngày là mình chia sẻ với bạn bè mình, những người mình quen biết, là những người tiêu dùng anh chị ha. Đặc biệt là công ty có 53 thị trường ở trên thế giới này, và những người đó họ mua trực tiếp từ công ty ở trang web newskin.com.com. Thì qua cái trang web này đó thì công ty bán hàng trực tiếp, có nghĩa là không có qua trung gian gì cả, chỉ qua việc mấy anh chị là giới thiệu những dòng sản phẩm này tới tới những người bạn mình, những người mình quen biết, và họ mua trực tiếp ở trên công ty. Thay vì công ty phải trả tiền quảng cáo nè, tiền vận chuyển nè, tiền kho bãi rồi vân vân, thậm chí là những cái chương trình khuyến mãi, mướn những tài tử nổi tiếng để quảng cáo những dòng sản phẩm mới, thì công ty sẽ trích ra cái phần đó để trả cho mấy anh chị. Mấy anh chị, bởi vì mấy anh chị là cầu nối, kết nối giữa những người mình quen biết để sử dụng sản phẩm của công ty. Cái đó là cái việc mình làm. Thì dù muốn dù không thì mình vẫn làm cái việc đó hàng ngày. Cho nên á, công ty, cái tầm nhìn của công ty mấy anh chị ha, là công ty muốn là công ty trả hoa hồng cao nhất cho tất cả, cho tất cả những nhà phân phối. Và công ty đã trả trả hoa hồng với tỷ lệ phần trăm, có thể nói là so sánh với những công ty có giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, thì công ty New Skin là công ty trả tiền cao nhất. Đặc biệt hơn nữa đó là theo 30 năm là công ty hoạt động đó, thì đã chi trả ra hơn 9 tỷ tiền 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 Mỹ với anh chị, US dollar, tiền hoa hồng cho tất cả nhà phân phối ở toàn cầu. Và công ty New Skin đã giúp cải thiện được rất là nhiều cuộc sống, rất là nhiều cuộc sống, trong trong đó có hơn cả ngàn người Việt Nam mình nha, có thể nói chục ngàn chứ không nói ngàn, cải thiện rất là nhiều. Còn khi mình nói tới làm việc mấy anh chị, mình bỏ thời gian ra mình đầu tư vào một công ty mình làm việc, thì mình muốn được tưởng thưởng xứng đáng với công việc của mình làm. Thì công ty New Skin ở cho thị trường Bắc Mỹ, thì ai ai mà qualify để được để làm sao để qualify cái này thì mình sẽ giải thích sau mấy chị ha. Nhưng mà mình cố gắng mình làm việc, thì cái đây là cái chiến tưởng thưởng mình được 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 thưởng đi đi Alaska. Cái chỗ này là rất là đẹp mấy anh chị ha. Mình nói là exotic place, gọi là thiên đàng hạ giới đó. Thì những cái hoa hồng này đã được kiểm chứng, và công ty New Skin đã tạo ra cái sự thịnh vượng trong hơn 30 năm hoạt động đó. Thì hiện nay công ty có hơn 1.048 thành viên câu lạc bộ, thành viên trong câu lạc bộ triệu phú đô la. Ok, và bao cái này, con số này nè anh chị để ý nha, con số rất độc đáo. Trong đó ha, bao gồm 32 thành viên làm được 20 triệu, 39 thành viên làm được 10 triệu, 101 thành viên làm được 5 triệu, và còn rất rất nhiều thành viên làm được 1 triệu. Những công ty nổi tiếng như ExxonMobil, Microsoft, Apple không dám nói được cái này nha mấy anh chị. Và hiện tại nữa nè, cái độc đáo hơn nữa nè,
cứ mỗi 3 ngày là công ty New Skin có thêm một nhà phân phối đạt được mức hoa hồng trên 1 triệu đô la, tính từ cái thời gian họ gia nhập cho đến lúc họ ghi nhận được làm được 1 triệu đô la. Đó là lý do công ty đã đào tạo ra được cái sự thịnh vượng mấy chị ha. Bây giờ mình nói nè, sản phẩm độc đáo có nhu cầu người xài, nghĩa là cung và cầu, supply demand mấy anh chị ha. Công ty có bề dày lịch sử đã chứng minh được thành công lên 30 năm. Vì mình nói về một sản phẩm về công ty. Cái yếu tố thứ ba là cái yếu tố cuối cùng để mà mình nghiên cứu một công mình tìm hiểu một công ty đó. Yếu tố thứ ba để giúp mấy anh chị thành công ở trong cái công việc này, nó là cái người thầy của mấy anh chị. Như là mình có một cái hệ thống đã chứng minh được hiệu quả, là bởi vì cái hệ thống này đã tạo ra 1.000 mấy nhà triệu phú đó mấy chị ha. Thì cái hệ thống này sẽ giúp được mấy anh chị có được những cái tư duy, những kiến thức và những cái kỹ năng để mình làm việc nó hiệu quả. Và đặc biệt là mình có một cái đội ngũ làm việc rất chuyên nghiệp, có thể hướng dẫn mấy anh chị từ từng bước một. Bước đầu tiên tôi làm gì, bước thứ hai tôi làm gì, bước thứ ba tôi làm gì. Mấy anh chị có thể, nếu mà mấy anh chị có thời gian, có thể lên công ty học trực tiếp. Mấy anh chị có thời gian thì mấy anh chị có thể tham dự tất cả những cái buổi hội thảo, những cái buổi huấn luyện. Ngoài ra mấy anh chị nếu mà ở những cái vùng gọi là mình thích cái chữ chị Hà xài á, là gì, vùng xa vùng sâu, những cái chỗ hẻo lánh thì mình có cái có mạng internet thì mấy anh chị có thể học hỏi qua mạng, giống như cái những gì mình đang chia sẻ với anh chị. Đây là một công việc làm rất lý tưởng, mình có thể làm việc tại nhà, làm bất cứ ở chỗ nào cũng được mấy anh chị ha. Thì tại sao phải tham gia ngay bây giờ nè? Cái xu hướng về chống lão hóa đó, nó là toàn cầu, trong năm 2020 nó sẽ đạt được đến 10 tỷ, đặc biệt là thị trường Bắc Mỹ ha, thì người ta đang nhắm tới là 1 tỷ. Cái 1 tỷ này mấy anh chị đồng nghĩa với nó là 370 triệu tiền hoa hồng cho nhà phân phối mới. Thì đây là cái bánh, thì mấy anh chị muốn bao nhiêu phần trăm trong cái bánh này, cái đó là cái tùy thuộc vào cái sự quyết định của mấy anh chị. Trước khi mà mình nói vào cái kế hoạch 4 năm, mình muốn chia sẻ với anh chị cái này. Đây là một cái câu chuyện nhỏ ở Mỹ thôi nha. Một người có học vị tiến sĩ thì mất trung bình là 8 năm đại học để lãnh được tiền tiền công tiền tổng cộng nha, là khoảng 4 triệu đô trong suốt 40 năm họ làm việc. Một giáo viên trung học 6 năm đại học mấy anh chị, lãnh được tổng cộng khoảng 1 triệu đô trong suốt thời gian họ tận tụy trong công việc của họ, cũng khoảng 40 năm. Trong khi đó, một Blue Diamond của công ty New Skin đó, lợi tức bình quân là 639.000 đô. Nói nôm na cho dễ dễ nhớ, nửa triệu đô đó mấy anh chị. Thì họ chỉ mất trung bình là 4 năm. 4 năm để họ đạt được cái vị trí này ha, ok. Và họ bảo trợ trung bình là 23 người trực tiếp. Và mình nói là không kể những số tiền này, phần lớn nó là thu nhập thụ động. Phần lớn đó là thu nhập thụ động. Ok. Có nghĩa là gì, mình mà anh chị có thể làm việc tại nhà nè, không bị trầm trong kẹt trong cái khuôn khổ thời gian, đúng không? Ngoài ra mình có những bạn bè tốt khắp nơi trên thế giới, mình có được những sức khỏe của mình sẽ được cải thiện và khá hơn. Dĩ nhiên mấy anh chị ha, mình nói tới đây thì mình cũng nói là ở xã hội thì mình cần nhiều giáo sư giỏi, mình cần nhiều thầy cô, những người tận tụy để cống hiến cho những nền cho cái nền giáo dục. Nhưng tuy nhiên mọi người nên vẫn nên có gây dựng cho mình một cái cho mình một cái gì đó, một cái nguồn thu nhập khác, nhất là cái nguồn thu nhập thụ động. Ok. Mình có nghề tay trái, mình có nghề tay phải, đúng không? Và không nhất thiết là nghề tay phải lúc nào cũng phải kiếm nhiều tiền hơn nghề tay trái. Những con số này đã được minh chứng rồi mấy anh chị nha. Đã được minh chứng. Bây giờ mình nói nè. Cái năm đầu tiên đó là cái năm mình học hỏi. Ở trong cái việc kinh doanh này á, là năm đầu tiên là năm học hỏi. Mình bảo trợ 4 người và mình hỗ trợ họ trở thành executive trong một năm, năm đầu tiên. Năm thứ hai thì mình tích lũy những cái kỹ năng, mình áp dụng những gì mình học ha. Rồi mình hỗ trợ 4 người cũ của mình và mình có 2 người mới nữa. Năm thứ ba thì lúc năm này là mình hoàn thiện những cái kỹ năng này, thì mình
họ tiếp tục hỗ trợ 6 người mình đã có, và mình kiếm thêm 2 người mới nữa. Và năm thứ tư mấy anh chị, khi mà mình tinh thông những kỹ năng này rồi là năm này bắt đầu mình gọi là gì, nó đơn giản chút xíu ha, năm mình làm giàu mấy anh chị, mình làm giàu và đi tìm được cái sự tự do về tài chính. Ok, 4 năm mấy anh chị, chậm 5 năm, chậm hơn nữa 6 năm, tệ hơn nữa 10 năm. Mấy anh chị, nếu mà mấy anh chị nghĩ đi đi làm đó, đi làm mà 40 năm mấy anh chị không thấy lâu, thì tại tại sao anh chị thấy 10 năm là lâu? Cho nên mình muốn nói là cơ hội là ở nơi đây, quyết định là ở nơi mấy anh chị. Những cái việc của mình mấy anh chị ha, là mình chỉ trao thông tin cho mấy anh chị thôi, còn cái việc quyết định là nằm ở mấy anh chị. Mình đã mở cánh cửa rồi, và mấy anh chị có đi vào cánh cửa đó hay không là do quyết định của mấy anh chị. Và xin cảm ơn tất cả, và hẹn gặp lại mấy anh chị ở một cái buổi khác.